cứ phải trăm lễ bái. Trăm lễ bái. Ban nay có lễ nói gì thì nói, nó có hai mặt của nó. Cứ lễ nhiều nhưng mà cái tâm nó không tốt đi thì nó cũng không đúng được. Chung quy là có kiêng. Nhưng mà tôi không nói nữa. Còn đây cái đa của mình quá thế. Năm mùa gì là Phật. Có rất nhiều các đoàn về đây cùng, ông biết không? Về thiêng,